lá trên cây bơ là bệnh phổ biến mà người trồng bơ đang gặp trong mùa vụ, do nấm gây ra thường xuất hiện trên lá, tạo các đốm nâu hoặc đen ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng quang hợp của cây. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể lan rộng và giảm năng suất, nên đơn vị kỹ sư Huy đã thực nghiệm trên nhiều khu vực để có được combo sản phẩm, đó là Hitoco 110 và Super Team 300 EC Tixan, là sự kết hợp mạnh mẽ và hiệu quả trong việc điều trị bệnh đốm lá trên cây bơ. Bên cạnh đó còn dễ pha, dễ sử dụng, giúp quý bà con tiết kiệm thời gian và chi phí. Quý bà con chỉ cần pha 200ml Hitoco 110 với 100ml Super Team cho 200 lít nước. An toàn, hiệu quả, sản phẩm là sự lựa chọn hàng đầu của nhà nông, giúp gia tăng năng suất và đảm bảo mùa màng bội thu. Vậy quý bà con còn chờ gì mà không để lại bình luận bên dưới hoặc gọi số hotline 0898 038 348 để được đơn vị kỹ sư Huy tư vấn và được mua hàng chính hãng ạ. Hẹn gặp quý bà con trong những video tiếp theo nhé.